sức mạnh của sự im lặng, trí tuệ khôn ngoan trong sự thế nhân sinh. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tục ngữ nói rất đúng, người đi lưu danh, nhạn tay để lại tiếng, là con người chúng ta đến với thế gian này tung hoành một chuyến, ít nhất cũng phải để lại cho đời những lời hay ý đẹp, chứ đừng bao giờ để cho nó trở thành một phần ký ức đau thương. Học cách tu dưỡng tâm tính chính là con đường dẫn bạn hoàn thành tốt đẹp một kiếp người. Ý nghĩa của sự im lặng sau đây sẽ có thể giúp bạn bình yên đi qua một kiếp người, hiểu được sẽ đạt được hạnh phúc viên mãn. Mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. Bạn có nhiều bạn bè nhưng tri kỷ lại chẳng được mấy người. Chúng ta lựa chọn im lặng thay vì đi làm phiền họ. Trong im lặng, chúng ta sẽ tìm ra sự thật. Khi lặng im, ta sẽ tìm lại chính mình. Đời là bể khổ, có những đoạn đường chỉ có mình bạn đi, có những nỗi khổ chỉ có mình bạn chịu. Những lời an ủi của người khác cũng chỉ giúp bạn giải tỏa nhất thời, về lâu dài bạn vẫn phải tự dựa vào mình. Hãy im lặng để tập trung vào chữa lành những vết thương, tích cực trau dồi năng lực của bản thân để sống một cuộc đời tốt hơn. Bạn cần phải trở thành một người có tiếng nói và có sức mạnh, không cần nói quá nhiều. Nhưng mỗi câu nói bạn nói ra đều phải đi vào lòng người, và quan trọng nhất là thành thật với chính bản thân mình. Ngoài kia luôn có quá nhiều náo nhiệt, sự náo nhiệt ấy khi đi mất sẽ luôn mang đi mất thứ gì quý báu, làm bạn cảm thấy hụt hẫng. Nhưng trong tĩnh lặng, bạn sẽ được ban tặng khoảng thời gian quý báu để hoàn thiện bản thân. Con người chỉ cần 2 năm để học nói, nhưng lại mất cả đời để học cách im lặng. Tại sao nhỉ? Vì người ngoài chỉ nhìn vào kết quả, còn quá trình diễn biến ra sao sẽ luôn chỉ có mình bạn biết. Bạn nói cho người khác biết, họ cơ bản cũng chẳng quan tâm. Vì vậy, bạn nên im lặng và học cách lắng nghe nhiều hơn. Có người từng nói rằng, đã là sai thì không bao giờ đúng, còn đã là sự thật thì sẽ mãi là sự thật. Cho dù bạn có nói gì, tôi vẫn luôn tin rằng im lặng là vàng. Lần đầu nghe, có thể bạn chưa thể hiểu được ngay ý nghĩa của câu nói này. Nhưng nếu ngẫm nghĩ thêm một vài lần, biết đâu bạn lại thấy hình bóng của mình trong đó. Đã có khi nào bạn lựa chọn im lặng chưa? Ngay cả khi có rất nhiều điều muốn nói, bạn lại không tìm được bất cứ ai để chia sẻ. Trong quá trình trưởng thành, bạn học được một điều, người hiểu bạn không cần bạn phải giải thích, bạn cũng không cần giải thích với người không hiểu mình. Đã từ rất lâu rồi, chúng ta thả im lặng và mỉm cười còn hơn là nói ra. Khi chưa trải sự đời, ta hay nghĩ những chuyện vặt vãnh là khởi nguồn cho mọi rắc rối. Sau khi đã kinh qua những thật giả trắng đen trong đời, bạn sẽ học được cách im lặng. Im lặng không phải là vì bạn đần, mà là vì bạn đã hiểu. Khi chạm đáy tuyệt vọng, chúng ta sẽ tạm thời cảm thấy mình biến mất khỏi thế giới này. Vậy rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Để tôi nói cho các bạn nghe điều này. Sau cơn mưa, những đám mây đen đều phải quyên sinh để tìm lại màu xanh cho bầu trời. Có thể là bạn đã nghe thấy người khác nói xấu sau lưng mình. Dự án bạn cố gắng bấy lâu nhưng lại chẳng thu được kết quả như mong muốn. Áp lực trả nợ mua nhà, mua xe khiến cho bạn cảm thấy nghẹt thở. Ai trong chúng ta cũng đều tưởng rằng mình cứng cáp cho đến khi thấy bản thân vỡ vụn trong những khoảnh khắc như vậy. Khi còn trẻ, bạn chắc chắn sẽ lên mạng, kể khổ hoặc nhắn tin tâm sự với người khác. Bạn sẽ nói cho đến khi chính mình cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng khi quay về với sự im lặng, bạn gần như rơi vào trạng thái kiệt sức. Đến hôm nay vẫn là nỗi niềm ấy, nhưng bạn lại chẳng biết chia sẻ với ai. Chúng ta phải học cách im lặng, tươi cười để người khác thấy mình vẫn ổn. Hãy dùng hành động thay cho lời nói. Dần dần bạn sẽ hiểu đời, hiểu người. Đời là bể khổ, im lặng là nỗi cô đơn của con người, nhưng ở một giác độ nào đó. Biết đâu nó lại là niềm vui của người khác. Hãy cứ đi tìm những niềm vui nhỏ bé. Hãy thật tỉnh táo và sâu sắc. Đừng để lòng ôm mãi những lo âu. Hãy để mỗi lần im lặng là một lần ta thấy bình yên. Dù thời gian không biết nói, nhưng nó sẽ luôn cho bạn một câu trả lời chính xác nhất. Người nào học được cách trầm tĩnh và trưởng thành, người đó sẽ luôn nhận được những phần thưởng xứng đáng từ cuộc sống. Câu danh ngôn sau đây sẽ có thể giúp bạn bình yên đi qua một kiếp người, hiểu được sẽ đạt được hạnh phúc viên mãn. Câu đó chính là
Im lặng là tu dưỡng, nhẫn là tu tâm, bao dung là trí tuệ, buông bỏ là có được. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. 1. Nhẫn là tu tâm. Người xưa nói, việc khổ không nhịn, ắt làm loạn việc lớn. Trong cuộc đời của mỗi người sẽ luôn tồn tại vô số con người và sự việc làm phật lòng bản thân. Những thứ không vừa ý thường chiếm từ 80 đến 90%. Vì vậy, nhẫn nhịn là điều không thể thiếu để có thể chiến thắng trong trò chơi này. Hơn nữa, việc nhẫn nhịn cũng sẽ giúp bạn rèn luyện được ý chí sắt thép, gia tăng tính nhẫn nại, nâng cao sức mạnh nội tại. Thật ra, hầu hết chúng ta không chỉ nhẫn nhịn vì muốn sóng yên gió lặng mà còn là vì muốn tích nước thành kênh cho một tương lai tươi sáng. Chắc hẳn ai trong đời cũng có riêng cho mình những trải nghiệm khó khăn. Vì thế những người có thể khống chế được cơn nóng giận nhất thời của mình thường là người không được người khác kính trọng và nể phục. Bởi vì nhẫn nhịn không phải là điểm yếu mà là sự tôn trọng người khác. Kính người thì tất sẽ được người kính lại. 2. Nhẫn im lặng là tu dưỡng. Gia Cát Lượng đã nói trong Giới Tử Thư rằng đức hạnh của người quân tử lấy tĩnh để tu thân, lấy cần kiệm để dưỡng đức. Không có thanh bạch thì không có trí tuệ, không có tĩnh lặng sẽ không thể đi xa. Sự im lặng là rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Bạn không thấy những người tài năng và thành đạt luôn thích ở một mình hay sao? Về cơ bản, họ luôn từ chối những trò giải trí vô nghĩa và vô bổ. Đó là do họ biết cách tĩnh tâm, tự mình suy nghĩ về các vấn đề trong cuộc sống, sự nghiệp, từng bước hoàn thiện phẩm hạnh, đạo đức, phẩm chất, cuối cùng biến mình thành một người thành đạt. Có thể thấy trong cuộc sống, thực tế xã hội đầy biến động ngày nay, nếu biết tĩnh tâm, tăng cường tu dưỡng bản thân, thanh bạch, an nhiên mà vươn xa thì quý giá biết nào. 3. Bao dung là trí tuệ. Tăng Quốc Viên có câu nói nổi tiếng, người muốn làm đại sự trước tiên hãy chú trọng tầm nhìn. Cái gọi là tầm nhìn, nói một cách thẳng thắn thì chính là kích thước tham vọng của một người, độ sâu, độ rộng, cao thấp của hoài bão và trí tuệ của họ. Những người thực sự có trí tuệ sẽ chỉ đặt tâm mình vào những việc chính, thật sự quan trọng, chứ không bao giờ dây dưa với những việc vụn vặt. Người ta thường nói rằng tầm nhìn nhất định phải rộng một chút, góc độ chúng ta đứng phải cao hơn một chút, phóng ánh mắt ra xa hơn để không được vướng bận, bận tâm đến những chuyện vặt vãnh. Nếu không, bạn sẽ trở thành loại người nhỏ mọn, có tầm nhìn hạn hẹp và thiếu trí tuệ. Như có câu, biển vì chịu dung nạp trăm nghìn con sông nên mới trở nên rộng lớn. Người biết bao dung, ắt là người có tầm nhìn rộng hơn cả biển trời, trí tuệ cao sâu. 4. Buông bỏ là có được. Tại sao có những người cứ mãi sống trong khổ đau mà không thể thoát ra khỏi tâm trạng tiêu cực ấy? Tại sao có những chuyện chúng ta cần nhớ thì không thể nhớ, mà có những chuyện muốn quên thì mãi chẳng thể quên? Có một người đàn ông với vẻ mặt rất khổ sở đến hỏi một vị hòa thượng, thưa thầy, có một số thứ và một số người tại sao con không thể buông bỏ được. Vị hòa thượng nói, không có gì là không thể buông bỏ được. Người đàn ông kia vẫn khẳng định, có những thứ và những người mà hết lần này đến lần khác con vẫn mãi không buông bỏ được. Vị hòa thượng liền bảo anh ta cầm một cái chén lên rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa thượng cứ rót mãi cho đến khi nước trà trong chén tràn cả ra ngoài. Nước trà nóng đổ lên tay người đàn ông khiến anh ta không thể chịu được nữa, liền vội vàng đặt chén trà xuống. Lúc này vị hòa thượng mới điềm đạm nói, trên đời này không có gì là không buông bỏ được, chỉ cần con cảm thấy đau đớn đã đủ rồi thì tự con sẽ bỏ xuống được thôi. Thực ra, sâu thẳm trong mỗi chúng ta, ai cũng có những vết thương lòng, ai cũng có những nỗi khổ đau day dứt khó nguôi ngoai. Nói rằng thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả, kỳ thực chỉ là dối người và tự lừa gạt chính mình. Nếu không thì tại sao thời gian chỉ chữa lành cho người này mà không chữa lành cho người khác? Thì nhìn lại cuộc đời như gió thoảng mây bay, quá khứ trôi qua như mộng ảo, không còn gì để nắm giữ được, thì bỗng nhiên không còn muốn cố chấp nữa. Bởi vậy, không phải là thời gian có thể chữa lành những vết thương lòng, mà chính do cái tâm chúng ta đến lúc nào mới chịu buông xuống mà thôi. Có những người vì phiền não khổ đau mà lựa chọn những cách giải quyết rất tiêu cực như mắng chửi, bạo hành người khác, tìm cách trả thù đời, trả thù người, tìm đến những thú vui như rượu, thuốc kích thích, cờ bạc, tình dục để tạm quên đi nỗi khổ mà trong lòng mình và được trải nghiệm cảm giác hả hê trong thoáng chốc nào.
Nhưng cho đến khi nào mà chúng ta vẫn còn đi tìm những cách giải quyết khổ đau cho mình ở bên ngoài thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được. Mỗi ngày chúng ta lại tiếp tục thấy những nỗi khổ đau day dứt chất chồng thêm. Đó là lý do mà nhiều người rơi vào trầm cảm, tuyệt vọng, bế tắc và thậm chí dẫn đến việc tự kết thúc đời mình. Hóa ra thời gian thì vô tình, chỉ có tâm người là hữu ý. Chẳng qua khi thời gian trôi đi đã đủ lâu, tâm tình, suy nghĩ của chúng ta vì thế mà thay đổi. Đến khi cảm xúc của chúng ta được lắng lại, tâm thức có được chút bình yên thì lúc ấy có thể bao dung, cởi mở, có thể nhìn rộng và buông xuống những buồn phiền, oán giận khi xưa. Trong cuộc sống, chúng ta không thể nào luôn muốn mọi thứ theo ý mình. Chỉ có những người biết buông bỏ mới có thể để lại đặt. Mới có thể lại đạt được. Và đương nhiên họ xứng đáng có được nhiều hơn những gì họ đã cho đi. Nếu bạn không cho đi, bạn sẽ không nhận lại được. Những người không muốn từ bỏ bất cứ thứ gì có thể cuối cùng cũng sẽ trở nên trắng tay. Có câu không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Mọi thứ trên đời đều được bảo toàn, kẻ được phải mất, đôi khi nguyện ý cho đi lại có thể gặt hái được càng nhiều hơn trong tương lai. Vấn đề về cho và nhận rất thâm sâu, có thể hiểu được tường tận mới là người đại trí. Thật ra thứ quý giá nhất của đời người vốn không phải là không có được hay mất đi, mà chính là loại hạnh phúc có thể chân thật nắm bắt được vào giờ phút hiện tại. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn đừng quên ấn like, share và chia sẻ kênh YouTube của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.